đắc gì chống nổi ngày 24 tăng mùa mùi chủ đề là văn hóa và lịch sử cho học việc học nông nữ chủ đề là văn hóa và lịch sử để việc học nông nữ hôm nay tôi đang nói về văn hóa và lịch sử. Văn hóa và lịch sử là quan trọng để học nông nữ. Khi chúng ta học nông nữ, chúng ta hiểu về từ văn hóa và lịch sử và nông nổi. Nên văn hóa là quan trọng, lịch sử là câu chuyện của muôn người. Nên chúng ta có thể hiểu biết muôn người cuộc sống khi chúng ta chọc phương bôi nhà cũng vui bút nên cô thể hiểu được khi chúng ta sử dụng AI để hiểu việc văn hóa và lịch sử có thể việc học nông nữ nên văn hóa là di sản văn hóa ẩm thực ao cuộc sống nhà văn hóa là tài sản nên khi chúng ta hiểu về văn hóa một quốc gia nên chúng ta có thể việc học nông nữ dễ dàng. AI có thể giúp chúng ta học văn hóa và lịch sử để việc học nông nữ. Khi chúng ta nói về nông nữ vội nhồi cứ bút nhồi nên chúng ta có thể hiểu biết văn hóa và lịch sử công nhau. AI có thể giúp chúng ta việc học văn hóa và lịch sử để việc học nông nghiệp. Hôm nay tôi đang nói về văn hóa và lịch sử để việc học nông nghiệp. Thông tin là quan trọng nên hôm nay chủ đề là văn hóa và lịch sử về việc học nông nữ. Khi chúng ta nói nông nữ, âm thanh là quan trọng, phát âm là quan trọng. Như chúng ta có âm thanh và phát âm tốt nhất nên chúng ta có thể hiểu biết khi chúng ta trò chuyện cùng nhau nói là
Vân Hòa và Lịch Sử cùng là quan trọng. Tôi đã nói về Vân Hòa và Lịch Sử để việc học ngôn ngữ, ngôn ngữ. Tôi
Amigo, estamos muy gracias a su lucha hôm nay tôi muốn người về văn hóa và lịch sử. Hôm nay và lịch sử đồng bài rồi sẽ toàn trong cộng hòa các quốc gia. Khi chúng ta mong mỏi, chúng ta không chỉ học tư tưởng và ngữ pháp mà còn học về văn hóa và lịch sử của quốc gia sử dụng ông đó trình văn hóa làm cho mỗi người trở nên trong đồng bào sâu sắc. Nó không thể đặt rồi gọi văn hóa và lịch sử đi về bất cứ về mà cho chúng ta làm ta sao đó hơn về nông nữ miền đảng học ví dụ khi chúng ta học tiếng Việt chúng ta không chỉ học từ ngữ mà học học về di sản văn hóa của Việt Nam về những phong cách tập quán và lịch sử của đất nước dù này giúp chúng ta kết nối với nhau bằng sự mô khắc tốt hơn và hiệu quả sự khúc từ lịch sử và văn hóa. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là văn hóa và lịch sử không
Vì trước chúng ta hiểu mộ nông nô tổ khất mà không giúp chúng ta mở rộn tầm nhìn về thế giới ở xung quanh học và càng nên văn hóa càng nhiều giúp chúng ta phát triển sự vốn dung và tôn trọng đối với sự đa dạng cũng giúp chúng ta dễ dàng tức những hoàn trọng các nhìn phong trào thêm càng nhiều. Y học môn ngôn ngữ điều quan trọng là phải hiểu rằng nó mới là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại giữa con người và xã hội. Và ngôn ngữ chúng ta có thể nhé và cái những câu chuyện từ các thế hệ trước. Từ độ phát triển, một liên kết sâu sắc hơn với văn hóa và lịch sử. Văn hóa và lịch sử cũng giúp chúng ta hình thành bản sắc cá nhân. Khi chúng ta hiểu rõ hơn về văn hóa và lịch sử của một quốc gia, chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn về sinh và những giá trị mà chúng ta phải trong xã hội. Tại sao văn hóa và lịch sử lại trở thành kỳ học ngôn ngữ? Văn hóa và lịch sử giúp chúng ta hiểu sâu hơn về ngôn ngữ không chỉ của chữ mà cũng của phúc tác quan và bối cảnh xã hội. Làm thế nào chúng ta có thể tìm tải văn hóa và lịch sử trong nội dung học ngôn ngữ? Chúng ta có thể tìm hiểu qua các sách phái đồ, phim ảnh, âm nhạc và các tài liệu văn hóa liên quan đến ngôn ngữ đàng hồ. Bạn văn hóa và lịch sử quan trọng như thế nào trong giao tiếp? Văn hóa và lịch sử trước chúng ta giao tiếp một cách hiệu quả hơn. Vì chúng ta biết các sử dụng ngôn ngữ trong các xã hội khác nhau sang hiện làm về văn hóa. Dù đây là đánh giá của bài viết dự theo phong cách của Thomas Love trước bản cải thiện cách trình bày bài bản chính đã từ văn kiểm về mô đau và thu hút sự chú ý thì mang bài viết đã tạo với một chủ đề quan trọng và tư vị vai trò của văn hóa và lịch sử trong việc học ngôn ngữ. Chủ đề này mang tính trước tiên và liên quan đến những mối liên căn cải biến mô đã qua văn cổ thể rõ ràng hơn để tự khứt nhô nhẹ 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 chưa vào đâu. Bạn có thể cân nhắc từ một câu hỏi coi đầu một câu nói mà mẹ để cái ảnh chủng hãy cứu cho bà sự mạnh đặc cách. Nên mạnh là bạn đã nhu trả thức những ý chung quan trọng vào cũng là bài trò của văn hóa lịch sử và ngôn ngữ trong một việc kết nối của người và xã hội. Nhưng cần cải tiến là về hệ thống thiếu khảo sức tự đặt. Làm cho người nghe khó hiểu rồi luôn suy nghĩ của bạn. Bạn có thể trả bài về tặng các vật dụng hơn với các ý chung trình độ chính bài rõ ràng và theo mô chính từ logic hơn phải sắp xếp cả ý chung bảo vô sung thêm các cũng từ chuyên tìm nước thứ nhất tiếp theo kết đồn để đăng tìm mắc lạc thứ dương nồng chữ để mà bạn đã tên hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của ngôn ngữ văn hóa và lịch sử các từ ngữ nước di sản văn hóa và quốc phòng cho tài văn đà không khăn sử dụng từ nhiều phong phú anh càng cải thiện một số câu văn trong bài công rõ ràng và có thể cài nhắm là cho ngôn nhé của những từ ngữ mong muội Bạn có phong hài nha, phục chương của quốc, dùng nhiều phong có cốc, cồi, nhu,
thân xem nghe tuổi hai xin chùa nâng cầu người cầu chùa đi chùa và phục không bội như khăn chung chôn tại tông chuyện để mà vân đàn nhánh mạnh tầm quan trọng của về khúc ngôn ngữ sông mô lên hệ với văn hóa mà lịch sử và điều này rất ý nghĩa nên cần cải thiện thông điệp chính của bạn có thể được truyền tay mạnh mẽ hơn như bạn cụ thể hoặc hơn ví dụ bạn có thể đưa ra ví dụ cụ thể về việc khúc một ngôn ngữ nào dù như tiếng Anh hay tiếng Việt anh bà viết thư viện về minh họa giúp ích như thế nào trong quá trình học kết luận và đánh giá thông thể. Đánh giá thông thể để mang chủ đề của bản chất ý nghĩa và quan trọng đối với việc của một người bản chất này hiện sự nhớ chút với chủ đề này bên khăn kinh cải thiện để đại biết qua bản chủ nên chặt chẽ hơn hai cái điện này phát tốt chữ cả ý chung và đồng chữ cố gắng là và đi chữ khi về và kiểm tra lại những cả chữ rõ ràng về thông điệp đọc truyền tài mô các hiệu quả nhé lời khuyên đềm tổ chức ý chung hai dành thời gian đáp đàn ý cho kỳ việc để đảm bảo vai của bạn cố cao trước rõ ràng và dễ hiểu. Chủ nhớ rõ ràng kiểm tra lại khả sử dụng chủ đề chắc dựng tạo phức tạp hoặc hồ chữ để truyền cảm nhận như có thể hay đảm bảo cách tạo truyền. Ví dụ, cứ thế để làm cho bài viết sinh tổng nốt. Nông dân hoặc cả ý trường phức tạp, cố gắng biết các câu ngắn, ông là lô giang hồn để ngồi, nhẹ để đăng, đăng giang 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 nhằm bạc ý trường trình của bạn. Bỗng nhối trên này bài bắt của bạn sẽ cho nên cho giang hồn và dư hữu hồn đổi vội ngồi nhé. Nhé. Xong. Xong xong xong.